Video chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành vi tiêu cực nào đi ngược thuần phong mỹ tục của Việt Nam. La 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 la. Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa, hồn nhiên ngây thơ nhưng nặng mùi. Gì mùa đông gì càng đến nách càng hôi gì alo. Gì cái ấy? Mình nhưng mình hát sai lời rồi sao các bạn ơi? Và ok và hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Việt đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ siêu khủng khiếp Marvel và đẹp trai hơn cả Phong Cận đến tất cả mọi người anh em trong Hero Team đấy các bạn ơi. Bạn nào thấy mình đẹp trai thì nhớ comment xuống dưới cho mình sẽ hashtag Việt đẹp trai để cho mình có thêm động lực để đẹp trai mỗi ngày nha anh em. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cả một video Minecraft nữa của mình nha các bạn ơi. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời luôn và các bạn nhìn thấy không? Ta-da! Hôm nay nha, mình lên trên mạng, mình lên trên gọi là gì ta, mình lên trên Facebook các bạn. Mình vừa mới gọi là thấy có một bà bán hàng, bà kêu mình là em ơi, em mua bộ quần áo này đi, em mặc vô thì em sẽ trở thành gọi là cực VIP pro của thế giới Minecraft luôn. Wow, thế là mình order luôn các bạn. Xong cuối cùng bà ấy giao về cho mình, mình mặc vô nhưng mà mình thấy nó gì nó hơi sai sai. Nên là bây giờ mình sẽ qua hỏi mèo Simi cũng như là anh em xem bộ trang phục này của mình có khiến mình trở nên đẹp trai không nha các bạn. Các bạn mà thấy mình đẹp trai thì nhớ comment xuống dưới cho mình biết nha. Ủa không biết Simi có nhà không ta? Hôm nay Siro với mèo Simi chơi trò gì mà hôm nay Siro lại qua nhà mèo Simi không chơi bắt dí ta? Hay là mấy đứa này đang tổ chức cuộc thi chơi một mình mà không gọi mình ta? Từ từ mình phải vô kiếm được. Simi! Simi! Hello Simi! Chết ơi! Ủa cái gì vậy? Từ từ cái gì bình tĩnh men? Ủa? Ủa sao hôm nay Siro lại qua nhà Simi vậy? Ai mà biết được? Hôm nay Simi tự nhiên nó bắt em qua đây chơi trò gia đình anh, xong nó bắt em làm em bé để nó chăm sóc và đút con ăn lại. Trời ơi, ăn đi anh ơi, trời ơi, em có đồ ăn cho anh nè. Trời, sao hôm nay nó lại tóm em qua để bắt nó em làm em bé của nó vậy? Nope. Ai biết đâu anh có coi cái video em bé của Simi chơi, trời ơi, bây giờ nó bắt em làm nếu mình chán cái video đó. Tính ra Simi chơi mấy cái trò gì chơi hai vụ rồi. Tính ra là bình thường là mình ở nhà mình rảnh hơn rồi thì mình làm bánh nè, mình nấu cơm nè, hay là mình làm gì cho anh em ăn chứ thì bắt thằng Rôi qua làm em bé chị em bắt chỉ là từ Rô đứng đây coi. Đứng đây coi. Quay một vòng. Trời đất ơi. Có cái quần của em đâu? À, sao lại đóng ta như kia? Trời ơi, kêu đã đóng tả chứ nói gì cười. Cậy. Giờ bắt nó đóng tã luôn. Xin hai vụ. Ôi, đau quá à. Tào lao quá à. Thôi, vì hôm qua anh qua một việc quan trọng nè. Anh mới đặt mua bộ quần áo này trên Shopee. Nó khiến anh trở nên đẹp trai. Bà chủ bán hàng online bảo anh thế, em nhìn thấy anh có được không? Cái gì cười? Đi! Đừng bên đây. Mày dám bảo anh đừng bên đây á. Chết mày cho mày. Anh muốn biết một sự thật gì không? Ủa, sự thật gì? Anh đẹp trai hả? À, cái áo này anh đang mặc á. Là của con gái. Ừ, áo của con gái mặc cũng đẹp. Ủa, của con gái hả? Trời đất ơi, ông mua đồ gì, mua đồ tào lao gì, mua đồ con gái mặc là sao? Thế trending, trending năm nay có phải là dùng ô màu hồng không? Trời ơi, anh mua nguyên phun đồ hồng của con gái là sao anh? Trời ơi, bà ơi, nói em là mà anh, các bạn ơi, bà bán hàng online, bà bảo với Việt là mua cái bộ này á, các bạn biết mình mua nhiều không? Hết hơn 2 triệu một bộ này luôn á, mà cái ô này không là hết 500 ngàn rồi. Vậy ví dụ rồi. Thôi nhưng mà bà kêu anh là mặc vô trông đẹp trai lắm, anh chụp ảnh feedback cho bà kêu là anh đẹp trai mà. Ôi trời ơi. Trời đất ơi, anh đẹp trai, bây giờ anh hỏi fan anh có đẹp trai không, hỏi mấy bạn fan thử coi. Mình cảm thấy thắc mắc người ta, rõ ràng là bà chủ bán hàng online kêu mình đẹp trai và kêu là bộ này là bộ gì ta? Bộ này là cái bộ model, bộ này là bộ hot trending. Đó, bộ này là bộ VIP và gold. Đó, đỉnh nhất YouTube hiện tại luôn, nên là mình mới mua với bạn hết 2 triệu rưỡi lận á. Thôi, Rô bảo là bên đây rồi bị sim chê là gì đồ con gái thôi, không xài nữa, bỏ dùng. Ủa, mày mà tính là Rô ở nhà Simi luôn hả? À đâu, nó bắt em qua mà chứ em không dạ đâu. Ủa? Sao em là con trai mà em để một đứa con gái nó bắt em quay vậy? Gì kỳ vậy? Trời cho anh nghĩ đi, trong tứ trụ có ba bốn người. Ba thằng trai một đứa con gái. Bây giờ có một đứa con gái mình không chịu đứa con gái đó. Giờ người ta kêu mình bắt nạt con gái sao anh? Ủa rồi, tính ra là bắt coi được bao lâu rồi? Đấy, anh biết không, anh nấu nó dụ em qua, nó kêu là anh Rô ơi qua đây em có bánh kem nấu ăn ngon lắm, anh nếm thử đi ngon lắm. Nó bắt em qua, nó bắt em làm em bé luôn. Rồi xong luôn. Rồi Sim, sao từ bao giờ mà Sim lại tha hóa? Lại bắt người khác làm em bé mình như vậy, bây giờ em không kiếm được gì vui hơn chơi đi chứ, em ở nhà em bắt người ta qua làm em bé chi vậy? Đúng rồi, xin lỗi. Trời
ăn vậy đi, bây giờ ở làng mà có bốn người tớ chùa cũng không làm gì chơi được hết trơn, nó chán không chết hè rồi anh ơi, có biết làm gì đâu. Đúng không, không biết làm gì hả? Ừ, tính ra là mình biết là cái này mình nói nhiều lắm rồi luôn á, nhưng mà tính ra là mùa dịch mà hôm nào cũng ở nhà, thực ra mình cũng ở nhà chán muốn chết luôn, chỉ có lên mạng đọc comment của các bạn thôi là vui nhất các bạn ạ. Nên các bạn nhớ comment lại cho mình xuống dưới xem tập sau các bạn muốn mình quay gì ở dưới nha. Mình vừa có ý tưởng để quay video nè, vừa cho comment các bạn xuất hiện trên video nè, xong mình sẽ thả tim cho comment nào hay nhất nha anh em. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ biến thành siêu anh hùng Mr. Nhật và anh sẽ quyết định là giải cứu Siro Official luôn. Ủa là sao? Ủa chứ đặt cái này ra làm gì? Ai mà biết được. Em đặt cái này ra để cho anh coi cái phát minh mới của em, bước vô thử đi anh. Bước vô thử, xin mi bước vô thử coi. Hả? Rồi xong luôn. Rồi xong luôn. Rồi xong luôn. Chơi cái trò này là chơi trò ai dụ. À anh biết rồi. Phát minh này của Siro để dành để chuyên đi tối đi nhà người ta xem có ai không đóng cửa cài then là đi trộm chó đúng không? Cái phát minh này là cái phát minh để gọi là bắt trộm đó anh, nó vô nhà mình nó đập chúng cái này là nó bị bắt luôn. Wow, bắt trộm mà các bạn ơi, mình lại có một cái ý tưởng rất là hay nha. Hôm trước mình vừa mới quay cho bạn coi xây một cái nhà tù cho thằng ngựa mặt ngu, và mình cảm thấy rất là nhiều bạn thích coi cái video đấy, nên là hôm nay có thể chúng ta tại sao không nghĩ đến việc thử thách tổ chức một cuộc thi xây nhà linh thú, nhưng mà phải đảm bảo an toàn chống được zombie luôn. Nhà linh thú. Đúng rồi. Ui. Đúng rồi. Rồi vô có đi không? Đi chứ trời chứ, giờ em bắt em ở đây, nó bắt em lại bé đi mà sao không trời. Bây giờ đi ok bạn. Và bây giờ mình cùng với cả Simmy và Siro Official sẽ cùng nhau đi thực hiện một cái thử thách rất là thú vị, xây nhà linh thú, nhưng mà phải là nhà linh thú an toàn nha các bạn ơi. Ok, let's go. Hello các bạn ơi, và một mình đã quay trở lại với cả hòn đảo vuông vức khổng lồ nổi tiếng ở trong làng Hello Team trên bãi biển rồi này các bạn ơi. Và mình có một điều chắc chắn với các bạn là hòn đảo này không phải do mình xây đâu. Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thử thách đấy nha. Ủa rồi. Gì sao chay? Chứ trời có gì vậy? What the hell? Có gì chứ trời vậy? Ủa? Không anh, là một như thế này. Cái gì vậy? Trên đây có một dòng chữ nó ghi là dịch xấu chay. Mất dạy. Đâu? Ai người ta ghi chữ lễ trời có mà mấy ông xây nhà rồi mấy ông để quên thì có anh em. Rồi ok. Và bây giờ chúng ta sẽ chia ra mỗi người một cuộc sống. À có nhầm một ý lộn. Mỗi người một góc. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xây ra những căn nhà linh thú siêu đẹp, siêu to, nhưng mà phải đảm bảo an toàn nha mọi người. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi nào. Let's go. Ok, bây giờ mình sẽ chơi loại này. Mình sẽ chơi siêu tốc độ luôn nha anh em. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ xây nhà linh thú. Các bạn. Ê, yêu cầu là xây nguyên một con người ra nha, một con linh thú chứ không phải xây mỗi cái đầu linh thú nha. Tao không muốn động cái gì đâu của ai đó đâu đó à. Ủa? Ai đó là về đầu linh thú đó à. Bạn nào biết ai đó thì comment nha, chứ mình không biết ai đó là ai đâu. Về anh em. Sao phải xây hết người luôn dạ? Phải xây hết người, xây nguyên cái body ra dùm tôi nha các bạn hiền. Rồi ok. Đấy, mình sẽ xây một cái body, một cái con vịt cho bạn. Body con vịt này của mình đảm bảo 6 múi. Đấy, thế nó mới chất lượng anh em. Rồi ok anh em. Bây giờ tôi đã xây xong một con vịt với một cái mặt vuông ở trên đầu. Ôi anh em, ủa rô xây gì vậy? Rô gì vậy? Hả? Em đang xây cái khung anh. Wow, em đang làm một con sư tử đá ngồi trước cổng chùa đúng không? Sư tử đá đi, con này con sói. Trời ơi, các bạn biết không? Ở trên mạng hôm vừa rồi nha, mấy cái vụ Tết á, cứ mỗi khi dịp Tết đến xuân về là kiểu gì mình cũng sẽ ngửi thấy một cái mùi gọi là series ảnh những con linh thú ngáo nhất của năm. Đấy, thì mình đang nghĩ Siro đang xây một trong những con đấy. Là Simi xây được chưa? À, Simi xây con cho. Cái gì thấu tính của em nha. Anh đang xây gì vậy? Xây Rubik đúng không? Dạ. Gì anh xây Rubik? What the hell? Ủa vậy em nghĩ ra được luôn hả? Chết luôn. Nhìn nó vuông kìa, tôi đã tạo form tí nữa, tôi vuốt lại cho nó mềm. Sao tôi xây Rubik? Tao lao. Ok, mình xây nhà đẹp nha anh bạn. Simi bảo mình xây Rubik, mình sẽ ghi điều này. Ok bạn, còn Simi xây một con cá màu trắng. Đây là tao gấu tuyết màu trắng. Đây là một con cá màu trắng đúng không? Con này có cho phốc nè. Đó. Trời tức ghê, trời ơi, với bạn fan vote là tôi biết liền à. Các bạn nào mà vote cho mình thì chứng tỏ mấy bạn đẹp trai nha, còn mấy bạn không đẹp trai thì không cần vote đâu. Rồi ok anh em, bây giờ tôi sẽ xây cho nó thêm một cái cánh anh em. Và tự nhiên tôi nhận ra một cái điều này rất là kỳ lạ thật anh em ạ. Đấy là cứ kiểu mỗi khi mà tôi xây một con vịt ấy, là con vịt đấy nó sẽ khác một con so với các con vịt trước, chứ còn chả con nào giống con nào sao ta. Và dù cùng một người xây. Ai mà biết được. Là thế đấy, biết tại sao không? Như nào? Vì em biết lý do này bởi vì dịch nốt, dịch không nhớ gì hết trơn á. Lúc cái quần đùi á, tính ra tôi xây là bờ gồ lây gơ nha các bạn. Mình xây bờ gồ lắm luôn nha, cô solo là coi chừng nó. Đợi đó, mình xây cho bạn coi. Simi dám coi chừng mình sẽ để cho Simi phải hối hận. Đúng rồi, bây giờ anh muốn solo về gọi là gì ta? Cái vừa giữa con vật với con gấu tuyết không? Giữa ngoài đời không? Hả? Hả? Solo vật với con gấu tuyết để một vả chắc con ạ. Xin lỗi anh, em cứ dẫm anh một cái thì anh gọi là mất cái đầu luôn. What?
Simi đòi dọa dẫm mình để cho mình mất cái đầu luôn anh em. Ok anh em. Đấy, tính là con vịt của mình rất dễ xây, rất dễ trang trí. Đấy, các bạn nào là fan của Hero Team cứ xây hình vịt thôi là đủ rồi, không cần xây gấu trúc, gấu tuyết, sói gì đâu. Ok anh em. Rồi, bây giờ mình rồi, sẽ xây cửa nhà anh em đây. Cái cửa nhà sẽ bắt đầu ở lối này. Mày đi ra con mèo. Tính là tao không mời mày đến cái làng tao đâu có mèo. Đi đi mời. Trời ơi, mèo nó cứ đứng đây hoài, nhìn mực kê luôn đó. Nhìn mặt mèo, có mấy con mèo tên là mèo á, bực mình lắm. Ừ đúng rồi. Mấy cái đứa tên mèo thường hay xấu tính lắm. À, tôi là gấu tuyết nha, tôi không có kẹp. Ok anh em, bây giờ mình đã xây xong con vịt của mình rồi này. Và bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta sẽ biến con vịt này trở thành một con vịt an toàn nhất, không giống như mèo Simmy. Thực ra cũng hơi giống một tí thôi, nhưng chẳng qua nó xây sức mình chứ không phải mình copy đâu nha bạn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ xây cho nó một cái lớp hàng rào phòng thủ. Ok các ơi, và bây giờ nha, mình vừa mới update một cái hàng rào phòng thủ giống như trong video xây nhà an toàn không chảy để xây nhà tù cho ngựa bắn ngum trước rồi. Bây giờ nha, đặc sản mà chỉ có trên kênh của Mr. Vịt, chỉ có ở trong căn nhà mà Mr. Vịt làm, đấy chính là lớp hàng rào phòng thủ hai lớp nha anh em. Tôi tuyên bố với anh em là hai lớp luôn. Một lớp của tôi là thì ta, một lớp của tôi chính là tia laser, còn lớp còn lại của tôi chính là lava bên dưới anh em. Mọi người thì thường chỉ xây gọi là đấy giờ ơi, mình nói như vậy chỉ mình biết rằng thôi, chỉ quan cắp mình là ni nè đấy bạn, các bản quyền đúng không, mình sẽ đánh mất quyền nhà đâu, bởi vì đâu gọi là lạm dụng sức lao động Mr. Nhật để gọi là bên thành của riêng mình nha anh em. Ok, ở phía trước này nha các bạn, thì mình vừa mới trang trí cho nó thêm một cái hệ thống đèn laser. Như bạn nào đã xem video của mình trong video xây nhà tù cho ngựa mặt ngủ á, thì hệ thống laser này là bạn nhỉ, ai chỉ cần chạm qua nhẹ một cái thôi nó sẽ hiện một cái loại còi cảnh báo giống như kiểu cái xe cấp cứu bạn. Ghê chưa anh em. Rồi bên cạnh đấy nữa là mình sẽ đặt rất là nhiều bẫy quanh nhà luôn nha bạn, để phòng chống những kẻ gian có ý định đột nhập mà không biết đây là bẫy sẽ bị gọi là cạp vô luôn, giống cái bẫy lúc nãy mà Siro test cho bạn coi á. Đấy, mình sẽ đặt rải rác quanh nhà luôn nha anh em ơi. Rồi ok, và một cái điều đặc biệt hơn nữa là trong cái video lần này, trong cái nhà tù an toàn này thì mình sẽ xây rất là nhiều bẫy, mà nó không chỉ đơn giản là bẫy bằng trap, mà mình sẽ xây một cái loại bẫy nữa nha anh em. Đấy là chính là bẫy bằng xương rồng. Wow, tại sao chúng ta không trồng đến cả những cái loại cây mà cũng có thể giúp cho chúng ta phòng thủ nhà nhỉ? Đấy là một ý kiến rất là hay mà chỉ có Mr. Vịt sáng tạo ra, còn Siro sẽ qua copy lại. Ok anh em. Đây, mình sẽ thử trồng như ở ngoài như này nha anh em. Thử trồng nào. Hãy, đấy bạn thấy không? Trồng xương rồng lên. Đấy, được của nó luôn anh em ơi. Đây, trồng xương rồng lên như này. Đấy, rồi ok. Bây giờ mình sẽ rải rác khối xương rồng này ra quanh đây luôn nha các bạn, để cho tất cả quanh nhà chúng ta đều được bao bọc bởi lớp xương rồng này nha. Ok anh em ơi, thì ngoài này nha, mình đã trang trí thêm một lớp hàng rào bằng xương rồng. Wow, không ai có thể nghĩ ra luôn, trừ mình nha bạn. Ai nghĩ ra tiếp theo thì đấy, bắt chước sẽ thả luôn. Ok, Zero đang xây cất sắp xong gọi là cái con thì ra con sư tử đá của tôi rồi bạn. Con sư tử đá này mà để ngồi trước cổng này bao đẹp luôn nha anh em. Rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ sử dụng công nghệ mà đợt trước mình đã xây nhà tù cho thằng ngựa bắn ngu mà mình đã từng áp dụng một lần rồi, đấy chính là công nghệ nhận dạng gương mặt các bạn nhìn nào. Đó, mình chỉ cần ghé gương mặt mình qua. Đấy, cửa sẽ tự mở em. Vip chưa? Trời ơi, qua cửa tự mở. Ghé qua. Tự mở rồi, ok. Và một bên nữa là mình sẽ đặt thêm một cái nút. Cái nút này nó chính là cái nút bằng mật mã. Mình sẽ nhập một khẩu là 8888. Ok anh em, chỉ cần nhập một khẩu là 8888 là sẽ được nha bạn ơi. Ok. Cả hai cửa của mình đều có thể mở được nha bạn. Và bên cạnh đấy nữa là mình sẽ sử dụng đến một cái chức năng đặc biệt nữa mà ở video trước mình cũng đã từng giới thiệu rồi. Đấy là quét à, camera. Đây, mình sẽ gắn camera quanh nhà mình luôn. Bất kể một ngóc ngách nào của nhà mình đều có thể theo dõi bằng camera luôn nha em ơi. Và nếu như với một hệ thống phòng thủ mà cả ngày lẫn đêm 24/24 như thế này thì thực sự là khó có thể tên trộm nào có thể đột nhập hay là tấn công ngôi nhà của mình được. Và bên cạnh đấy nữa là mình sẽ lắp cho nó thêm một cái thiết bị, đấy là mời ra. Đây gọi là cái security camera, trình quản lý. Đây, mình chỉ cần add camera đấy vào cái này. Đấy, là sau đó mình có thể theo dõi và quan sát được camera đấy, ở trong nhà cũng có thể theo dõi được nha anh em. Đây, mình sẽ gắn hết camera vào đây. Rồi ok. Đây. Đó, bây giờ mình sẽ đi vào nhà bạn, mình sẽ thử đi vào nhà quét mặt nè. Ok, mở này. Được. Nhận dạng gương mặt mở. Ok, đi vào trong. Chúng ta có thể nhìn thấy camera bên ngoài bạn nhìn không? Mình có thể quay nhà Simi nè. Quay nhà Siro nè, nhìn hết đằng trước nè. Và thậm chí là chúng ta có thể nhìn bằng đằng sau. Đây. Đằng sau nhà mình có cái gì mình đều thấy hết. Wow, hấp dẫn chưa anh em ơi? Rồi ok. Và bây giờ tiếp theo là mình sẽ làm thêm một thứ nữa. Cái thứ này thì nó cực kỳ nguy hiểm mà trong video trước mình không dám giới thiệu với các bạn luôn. Đấy chính là một cái bẫy. Một cái bẫy nha bạn. Cái bẫy này nếu ai đứng vô là xong luôn á. Đây bạn lại nhìn nè. Chúng ta sẽ cho cái bẫy này thử hoạt động thử nha. Đây, mình sẽ đặt nó ở một chỗ vị trí xa xa đây anh em. Đây, mình sẽ đặt một cái bẫy ở trên này. Và sau đó mình sẽ lấy cái điều khiển này ấn vào đây. Mình sẽ đi ra xa một xíu nha anh em. Mình sẽ đứng ở trên cái nóc cái nấm này đi. Ấn vào điều khiển của mình và kích hoạt. Nó. Đó, bạn thấy chưa? Nổ bùm một cái kìa. Thấy chưa? Gây chưa? Nên mình sẽ quyết định là kích hoạt để cái bẫy này. Xem nào. Mình sẽ để cái bẫy này. À, mình nhớ rồi. Mình sẽ lắp cái bẫy này quanh đây luôn. Đấy anh em, cho con vịt này đeo một cái gọi là vòng cổ bằng bom. Và nếu như á mà quả bom này phát nổ á thì tất cả những quả bom khác cũng sẽ phát nổ theo. Nope. Đeo cái vòng cổ này trong trường hợp nếu như mà nhà mình bị tấn công bởi kẻ chủ gọi là kẻ thù cực kỳ nguy hiểm á, mình sẽ cho nó phát nổ luôn nha bạn. Tự hủy nhà luôn, cho nó nổ banh với căn nhà luôn.
Được rồi bạn. Đấy, đẹp luôn. Ok, xem có gì nữa ông ta. Ok bạn ơi, và có lẽ là chúng ta đang gọi là đây các bạn. Còn cái bẫy này nữa, nguy hiểm là cái bẫy này cực nguy hiểm luôn, mình sẽ cho bạn coi. Cái bẫy này nha, nó là một cục TNT nhưng lại được mạo danh bằng kim cương. Đây mình sẽ đặt nó đây. Và nếu như đấy các bạn thử là mình đi xa xa xíu. Ok bạn. Ok bạn thấy chưa? Chuyển động của cục kim cương này thôi là sẽ nổ cái đùm này. Động vào cái là nổ. Wow. Mình sẽ cho con vịt của mình đeo hạt cườm kim cương luôn nha anh em. Và nếu như mà các bạn thích ạ thì nhớ để cho video đủ 10.000 like. Ngày mai mình sẽ quay video chôn tứ trụ bằng kim cương giả mạo nha các bạn. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ lắp cái này vô, mình sẽ lắp chỗ nào mà nó cảm thấy nó rất muốn đào thật đây. Mình sẽ vào trong nhà mình đi cho an toàn. Đây, vào cho hẳn trong nhà luôn nha bạn. Mình sẽ đặt cục TNT ở góc phòng như thế này. Nếu như có kẻ thù nào có ý định leo lên đây mà lái hái kim cương à, đào kim cương á. Oh my god. A few moments later. Đấy, các bạn nhìn thấy những gì tôi vừa làm với cuộc sống của tôi rồi đấy. Đấy là một ví dụ điển hình cho những thằng nào muốn táy máy ở trong căn nhà của mình. Nên là anh em phải cẩn thận nha bạn, những thứ này cực kỳ nguy hiểm nên tôi không nên đụng vào nó. Ok. Rồi. Vậy đây. Gì? Nhà an toàn kiểu gì mà ăn trộm vô cái banh liêu nhà vậy anh? À không, đấy là anh làm ví dụ cho các bạn coi hiểu không? Còn thực ra anh không thể nào ngờ đến mức mà tự mình phát nổ trong căn nhà của chính mình như thế được. Em hiểu không? Em hiểu vấn đề không? Rồi ok anh em. Rồi hiện tại tôi đã xây xong căn nhà của tôi rồi. À, nói chung là nhà tôi rất là đẹp, một con vịt nhìn về ngoài rất là đẹp anh em, sáng sủa, đeo hạt cườm ngọc trai trên cổ, nhưng mà đấy toàn là những trái mìn luôn nha anh em, nên là anh em hãy cẩn thận. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiểm tra ngôi nhà an toàn linh thú của mọi người xem như nào nha anh em ơi. Và ok, đến với căn nhà đầu tiên, sư tử đá by Seed Official. Nice. Nói chung là đây là hình ảnh của một con gọi là cậu vàng đang hú, nhưng mà anh muốn hỏi đâu là nó an toàn chỗ nào ấy? Hả? Trời, nó an toàn ở chỗ này nè, xuống đây em chỉ cho coi. Đâu? Thật ra con sói này chỉ là phải về ngoài thôi, người ta đi vòng vòng, người ta không thấy cửa vô, người ta sẽ tưởng đây là căn nhà, thật ra căn nhà nó vô ở đây. Đâu? Bấm cái nút này. Đó, xuống này. Ủa đâu vậy? Đây nè. Ở dưới đây nè. Đây. Anh đứng chỗ kia đi, đẹp bẩn chưa? Đứng ở đây à? Đúng rồi, đứng ở đó. Wow! Cái nhà nó to vãi chúa luôn em ơi. Nói nhà người ta xây ví dụ thôi anh. Nhà cũng nhà thì mình đi cầm bơi lên. Mình lô nó xanh nó. Đây là cái căn hầm trú ẩn chứ đâu đây gọi là cái nhà an toàn. Cái nhà an toàn hơn đó là nhà anh nó ở ngủ nghỉ được rồi. Cái nhà gì mà bay xíu kêu là nhà an toàn tàu lao. Ok, thế mình không phải xây thôi. Simi xây cái gì? Một con gấu chuyên. Yeah. Linh thú của em đây, và mấy cái laser sẽ bảo vệ cho linh thú em. Ai mà ăn cắp cái con này cũng không được. Còn nếu ai mà ăn cắp thì sẽ trải qua bé mưa không giữ của em. Đấy, thấy chưa? Ủa, tức là em lấy mưa để canh nhà cho em hả? Nope. Đúng rồi, bé mưa em giữ lắm á. À, ok. Ok bạn. Vậy đây, nhìn đây. Gì? Nhìn đây. Gì? Wow. Kẻ lông mày con gấu. Đẹp được thực sự. Ok anh em. Nói chung là mình biết là Simi đang rất đau khổ vì cái sự ra đi của bé Mưa, nhưng mà mình xin nhắc lại, bé Mưa đã ra đi 7749.000 lần, anh em đừng có phải là đau lòng thương đâu. Mày không, bé Mưa, tao biết là mày là một trong những đệ tử của Ngộ Không và có phương năng được gọi là hồi sinh mà. Rồi ok, căn nhà an toàn của Simi thì nó cũng chưa có cửa vào, em cho anh hỏi cái cửa đâu đó. À không, cái này chỉ là một cái bức tượng em bảo vệ thôi anh, chứ không có gì đâu. Ok, bức tượng của em đang có lợn rồi. Gì cái đấy hả? Mấy người nhà tôi ghê mất rồi á. Ok anh em. Ủa sao tôi trông giống con chuột chứ vậy? Ủa sao cái mắt cắt chảo chứ? Ông nội ra đây tôi về luôn á. Chờ thay em thay em. Rồi ok, tiếp theo là bên này là nhà ở Zero các bạn, là cuối cùng là nhà của Mr. Nhiệm. Một con vịt rất đẹp, nhưng mà làm ơn hãy tránh xa nó, đừng đến lại gần. Ok. Bởi vì căn nhà này chỉ có một mình tôi có thể sở hữu được, một mình tôi có thể sử dụng được nó. Quanh nhà đều là bẫy và là bom nổ, anh em đừng manh động giùm tôi. Tất cả mọi thứ đều có thể phát nổ. Mày tin mày động vào là tao với mày sao? Mày đi một sải luôn bro. Em ra được anh, em ra được. Quên phải ID không? Các bạn có thể tự nhập mật khẩu 8888. Đó. 8888 hả? Ừ. Trời ơi. Đấy, ok anh em. Cái nhà tự hủy luôn á. Nhà của tôi rất là khỏe anh em, nhà tôi chỉ cần mèo động vào cái này à. Các bạn nhìn là tôi sẽ thử đập con mèo nha. Đấy, động ở đây cái là nó sẽ bị mất máu nè. Và nếu như nó chui ở đây, nó sẽ không thể nào thoát ra khỏi hàng rào lava như là tia laser của tôi. Tôi có công nghệ camera an ninh theo dõi cực kỳ VIP, và quan trọng nữa là xung quanh nhà rất nhiều bẫy anh em. Và nếu như ai đó không biết về căn nhà này thì không thể nào tiến tới được, và chắc chắn là kể cả bầy lũ zombie cũng không thể tới được luôn. Và ok, có lẽ video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay bạn nhớ cho mình một like này, một subscribe, bên cạnh đấy thì nhớ bấm cái chuông và chuông thông báo tất cả không được để không bỏ lỡ bất cứ một cái video một khi mình ra mắt luôn nha em ơi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye.